Xin chào các bác, hiện tại thì anh em chúng em vừa mới đóng xong cái combo G6000 để gửi đi cho cô Yến. Và cái bộ dàn combo G6000 thì là con cô Yến ở bên nước Anh tặng cho cô. Và tiếp tục đến cái bộ dàn ở Hải Phòng, thì bây giờ là bộ dàn ở Hải Dương. Ở Hải Dương thì đây là combo G1000 Phạm Plus. Hiện tại thì em đang kết hợp với cả cục đẩy vãi 7DC và một mic với VK31 để gửi cho anh Khoa. Khoa ở Hải Dương anh có đặt anh em chúng em, thì ngày mai bên em sẽ về lắp cho anh. Ngày mai đi khá là nhiều combo, đây bao gồm những cái combo như G6000 này ở Hải Phòng của cô Yến, bộ combo của chị Thương ở Quảng Ninh, với bộ G1000 Phạm Plus này là của anh Khoa. Đó, hiện tại bên em sẽ đóng vào lên dàn, sau đó căn chỉnh cho anh. Cuối cùng đó là test chất âm, sau đó thì sẽ đóng hàng như thế này để ngày mai bên em sẽ lên đường về lắp cho gia đình của nhà anh chị. Đó, đây nhá, ở đây là đôi loa guốc G1000 Phạm Plus của anh Khoa. Đây, anh Khoa có xem được video thì có thể bấm like cho em nhé. Đây, chi tiết luôn ở mặt đằng trước này có một tấm mây căng bằng vải lụa. Đó, 2 bát 20 này, một loa chung, một loa tép đòm, cũng là một loa tép mảnh. Đấy, nghe cái bộ này cho anh. Anh hát karaoke nghe nhạc. Mang ra đây làm gì? Đó. Anh Hùng cho em lên nhạc hay sao? Cho em lên tí nhạc. Cho lấy tín hiệu chưa? Đây, em sẽ lấy tín hiệu. Đấy. Bên em đã set up xong cái mic để anh có thể về hát karaoke này. 1 2 5 6. Cái bộ này thì bây giờ anh em chúng em sẽ đóng hàng và chuẩn bị để cho ngày mai lên đường về Hải Dương để lắp đặt cho anh Khoa nhé.